Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với chủ đề, đó chính là mẫu bay. Và mình sẽ cho các bạn xem một mẫu bay khá là hiệu quả của mình. Mặc dù là tường hơi cùi nha, nhưng mà nó chống 3 sao là khá là tốt đấy. Và vẫn như mọi khi thôi thì mình sẽ để lại cho các bạn cái mã của làng này để các bạn thoải mái chia sẻ và copy trong phần mô tả của video các bạn nha. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like, share, đăng ký, ủng hộ mình. Còn nếu không thì các bạn cứ bấm like đi, nó miễn phí mà. Mình sẽ ra những video về mẫu bay về các kiểu cho các bạn luôn nha. Let's go. Đây là một mẫu bay mà mình để khu vực nhà chính ở trung tâm. Bên ngoài ra thì toàn bộ tài nguyên đưa hết ra ngoài. Bạn nào cần kho tài nguyên hay là cần gì cứ vậy hướng về 6 giờ này mà cướp thôi. Thoải mái và để lại cúp cho mình cũng được. Còn ở phía trên này là có Queen với cả là Tesla. Và cái công trình của mình là mới công trình đang quỷ bắp các bạn nhé. Và nó, cái này thì nó chủ yếu là lấy cúp để tránh bị 3 sao thôi. Còn không hề bảo vệ tài nguyên một chút nào. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem sự hiệu quả của mẫu bay này nha. Vâng, đầu tiên là gặp ngay thanh niên chơi Super Queen Miner. Nhưng mà Miner thôi chứ còn Super Queen thì không thấy Queen đâu. Vâng, có một đàn hóc vào thử loi nhoi xem như thế nào. Và như vậy là thanh niên này chủ yếu là ăn tập trung những cái tài nguyên, đi vét là chính và kiếm đủ sao thôi. Và lính hội thành của mình thì chỉ chuyên là anh em cho cái gì thì dùng cái đấy. Toàn là balloon rồi là các kiểu các thể loại luôn. Và thường thì chỉ là balloon thôi. Rồi, thanh niên này cố gắng ăn hết toàn bộ tài nguyên luôn. Và chỉ đánh với miner thôi thì phải. Mình chưa thấy thả hồi máu đâu. Chắc là cũng không cần hồi máu thì vẫn đã đủ ăn được phần trăm rồi. À vâng, vẫn phải bơm thôi. Như vậy thanh niên chơi bơm hồi máu cho miner luôn. Bung toàn bộ quân ra để vét đủ 50% là ngừng thôi. Cái mẫu làng này của mình thì defense vẫn hơi yếu. Nhưng anh em nào mà có tường với cả là công trình phòng thủ mạnh thì chắc nó cũng thủ còn bá hơn nữa cơ. Mình đang ở trong clan Hải Phòng VLC thì có một số anh em như đã sử dụng cái bay này và đang ở rank Titan rồi cơ. Đó, nên là anh em cứ thích thì thoải mái sử dụng nha. Trận thi đấu này thanh niên này ăn đủ một sao rồi té thôi. Vừa đủ luôn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu của thanh niên Trung Quốc. Vâng, có hawk vào để dụ lính hội thành của mình cũng là hawk ra. Vâng, thanh niên này chơi combo là lava loon. Vâng, cặp đôi king queen là cấp 11 rồi. Có một pha thả độc dược và gồng luôn queen để tiêu diệt hawk thủ nhà của mình. Vâng, như vậy là một em chấp mấy anh luôn. King thấy không ổn là phải tham chiến ngay thôi, nhưng mà để hoàng hậu chết rồi mình mới ra. Vâng, cực kỳ tỉnh đòn. Thanh niên đưa vợ ra chết trước để mình sống, để có gì cưới vợ hai đây. Vâng, tỉnh lắm. Úi dồi, có một màn là thả lava, thả với cả balloon. Đừng có hỏi cái độ bá luôn đến từ dân chơi Trung Quốc này rồi. Ba lava trong trận thi đấu này. Và em Queen của mình thì đang ăn hồi được rất nhiều balloon. Và chỗ này là mình còn nâng hai cái Elephant ở đây nữa cơ các bạn ạ. Trụ Wizard cũng đang nâng. Vâng, đây là một cái arc rút hôn cực mạnh của mình. Tường vẫn chưa được nâng cấp nhiều đâu. Và không nổ trong trận thi đấu này. Và nổ được cái thì chết luôn. Nhỏ nhè như thanh niên. Vâng, thanh niên King sau khi thấy Queen đã oảng hết rồi, vâng, vẫn miệt mài đi ăn những cái công trình ở phía dưới này các bạn ạ. Queen của mình Queen 12 thôi nhưng mà ăn hôi là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đây, chúng ta cùng theo dõi này. Vâng, em ấy bắn cho lava bên kia là toe toét loe luôn. Vâng, nổ ra là hy sinh mà nó cũng đốt cho bên mình cũng hy sinh không kém. Nhưng mà lava bây giờ mới nổ thì cái tỷ lệ clear của nó là không cao nữa rồi. Vâng, đốt mỏi cả mồm rồi. Nhưng mà nhà chính thì chưa hề sập một chút nào. Như vậy thanh niên này chỉ mang về được một sao với 8 cúp thôi. Vâng, Giant Wizard đánh luôn cả minion nữa, đến từ một thanh niên Samurai. Vâng, có một Giant vào dụ lính hội thành của mình ra rồi. Lần này lính hội thành chỉ là balloon thôi. Để xem thanh niên này biểu diễn combo Giant Wizard sẽ như thế nào đây. Một thanh niên tha hơn 9 đây. Queen là cấp 13, hơn cấp của mình luôn rồi đấy. Úi dồi ôi. Một đàn minion ra để tiêu diệt cái đám balloon này của mình.
Úi giời, nó đốt là cũng cực kỳ nhanh, minion cấp 5 rồi. Úi giời, nó rỉa kìa anh em kìa. Sập hết luôn. Và như vậy là đàn giant của thanh niên này. Úi, cái gì vậy? Vâng, một pha cảm tử quân đi một đám, vâng. Đoàn kết là đây và chúng ta sẽ chuẩn bị. Vâng, đoàn kết này thì đoàn kết là chết hết đến nơi rồi đấy các ông ạ. Vâng, một mã giant ở đây nhưng mà kể ra nó gồng lên nó đấm thì cũng kinh dị đấy anh em ạ. Vâng, nó đấm thì cũng auto đau đấy. Úi trời ơi, hồi máu nhanh kìa anh, chết bây giờ. Vâng, một đám luôn. Vâng, à như vậy là hết hồi máu rồi, à giờ mới thêm. Vâng, hồi thế thì chết cả rồi còn đâu nữa. Vâng, phía bên này thì cũng đang hoảng luôn. Vâng, thanh niên này đi quân là cực dị rồi. Vâng, chơi Giant Wizard mà thả kiểu đấy thì thôi em cũng thua. Anh chơi thế thì bá quá rồi. Vâng, hai kinh vả nhau là không trượt phát nào. Vâng, bên kia gọi hội thì bên mình cũng có hội. Úi trời. Vâng, không ăn được nhà chính. Nhưng mà Queen chưa phải thả. Vâng, thanh niên này cố tình kiếm 2 sao anh em. Vâng, thả đàn là Archer với cả là Queen vào đây để cố gắng ăn 2 sao. Vâng, tiết kiệm cả hồi máu, cuồng nộ nữa cơ. Vâng, cất về đi farm tiếp thì phải. Vâng, thanh niên rất là chảy cối. Vâng, ăn xong rồi, ăn được cả cái hội thành đây nữa rồi mà vẫn không chịu bung hết spell. Vâng, đánh cực kỳ tiết kiệm luôn. Và như vậy là mang về 2 sao với 60%. Rồi, tiếp theo là một thanh niên là hồn 8 rồi đây. Vâng, hồn 8 mang Valkyrie. Vâng, Valkyrie 2. Vâng, Golem cấp 1 mà lại đánh không có phá tường. Vâng, đúng kiểu dân chơi đây rồi. Vâng, như vậy là Valkyrie chỉ có đi dạo rồi. Một đám thấy tài nguyên là đi ra đi ăn cái đã rồi. Còn cái đám ở trong thì đang quẩy nhiệt tình lắm. Vâng, đúng rồi, thả cái bình nhảy là hợp lý. Thêm mình cuồng nộ nữa vào ăn khu vực nhà chính là quá đẹp luôn. À, như vậy là không có một thanh niên nào được tiếp cận vào khu vực nhà chính rồi. Những em tiếp cận sát thì bị expo nó bắn. Với cả là lính hội thành là balloon của mình cũng đang xử gọn ghẽ luôn. Vâng, hoảng đi em. Cố gắng vét cho đủ được 50% không thì toàn. Còn chưa thả kinh nữa. Vâng, rất là nhanh gọn. Vâng rồi, thả kinh, thả đúng mấy cái mỏ ngoài. Vâng, thông minh lắm. Vẫn tính cả rồi đấy. Vâng, tự nhiên Trung Quốc này vẫn phải có cái gì đấy cầm về thôi, chứ còn không thì lỗ. Đấy, xa. Được, được, được. Một nháy thôi, 54. Tiếp theo là một trận thủ nhà nữa. Trước một nhà cũng thả là thả hồn 9 rồi các bạn nha. Và người chơi này đánh với cả combo rất là thập cẩm luôn. Cả Hitler, cả rồng lớn, PK với cả là Valkyrie nữa. Như vậy đã thả một bình xương ở đây. Nhưng bình xương này mới chỉ là cấp 1 nên không phát huy tác dụng được khóa nhiều đâu. Một bình xét là tiêu diệt được trụ air defense của mình rồi. Như vậy là toàn bộ air defense đã oẳng. Vâng, thanh niên này tiêu diệt rất là ngon nghẻ. Và chơi rồng của người chơi này đã là rồng 4 rồi. Tấn công từ cái hướng 6 giờ và về 3 giờ. Mặt này của mình thực sự là đang rất yếu. Khi mà hệ thống phòng thủ trên không là không có nhiều. Nhưng tuy nhiên chúng ta cứ bình tĩnh để thấy được cái sự hiệu quả của mẫu bay này. Mà mình đang sử dụng ở rank pha lê. À, người chơi này là ở rank cao thủ rồi cơ. Và mình vẫn luôn làm những series về mẫu bay ở trên kênh Akari Gaming. Anh em nào mà bảo là copy nó hơi khó thì bởi vì là mình mới làm một cái trang web là akarigaming.com. Mình chuyên về cái đường link vào đấy, rồi anh em chỉ việc vào copy là xong thôi. Chỉ bấm thêm một lần thôi mà. Nhưng mà nếu ủng hộ mình thì không có tiền donate thì chỉ cần bấm vào quảng cáo ủng hộ mình là được các bạn nha. Thì mình còn có duy trì thêm hoạt động ở trên web nữa. Thì có thêm động lực cho những sản phẩm về mẫu bay cũng như là những video hấp dẫn nữa của Clash of Clans. Anh em đừng tiếc gì về nút like, share. Nó miễn phí mà. Để bấm vào quảng cáo nữa trên kênh của mình thì càng tốt các bạn ạ. Đấy chính là những động viên donate cho mình là quá vui rồi. Để mình còn có động lực để làm thêm mẫu bay cho các bạn. Để như vậy là rồng đã tiếp cận được vào rất sâu cùng phía trong. Nhưng tuy nhiên thì nhà chính vẫn đang bị bỏ ngỏ. Đội bảo vệ bóng bay đã bay ra rồi. Và trời, một hit là chết toi luôn. Và như vậy là những em rồng với cả là PK thì chỉ là đi lòng vòng phía ngoài thôi.
Các bạn lưu ý đây là một mẫu bay mà defense của mình là còn yếu nha. Còn nếu mà defense của các bạn mắc hồn 9 thì nó lại có sự khác biệt nữa đấy. Rồi. Và như vậy trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một mẫu bay thủ nhà hồn 9 chống 3 sao rất là hiệu quả các bạn nha. Tuy nhiên đây là cái mẫu bay thủ cúp thôi, bởi vì tài nguyên là nó sẽ để hết ra ngoài rồi. Nên là bạn nào mà muốn lên cúp thì cứ sử dụng mẫu bay này, nó khả năng chống 3 sao là khá tốt. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất, những mẫu bay hiệu quả nhất các bạn nha. Bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.